cái tiếc là không bán hay cái nọ. Cá rồi thịt rồi vịt rồi gà rồi mực rồi tôm rồi ớt. Rau củ quả này kia nọ. Rồi lấy bên nào? Nè. Lấy bên đây. Còn mình nghèo thì mình sống dưới ghe, làm gì có tiền mua nhà 1 tỷ mấy 2 tỷ. Tại người ta muốn sống, người ta sống, người ta mua, biết người ta mua bao nhiêu tiền mà người ta sống dưới không được. Mà tôi thì tôi sống đây là tôi thấy thoải mái hơn rồi. Nếu mà chạy vòng vòng theo đứt xe lan người ta đó, hàng ngày kìa là chạy đó bán không đó, như hồi sáng gì đó rồi đảo vòng hai vòng rồi cái về chợ nổi là gì đó. Hai ít cho lộ đi, hai lộ không? Dạ. À, chúng ra nếu mà bán 3 triệu thì lời được 600. 600 đó là chia dầu hết 200 rồi, thì còn lại 400. Mà góp một ngày 300 mua của ông Dượng. Con mẹ già nó ăn chứ không, để tao lắp xe nghe. Qua đi ngoài á. Không có gì khó khăn cho, chỉ có sợ thiếu tiền đâu kìa. Con bé, ba mặn bạn vậy rồi sao con bé? Cái lệch gì là, ví dụ như hôm mà cháu nó về, hay vậy á. Kể như là, mua cái gì đó. Là, như là mình sanh là 6 đứa con gái, 1 thằng con trai. Tôi sanh ra ở Campuchia. Cái mình về đây lại, mình về Long Xuyên này lại. Đó. Rồi giờ thì Long Xuyên sống sống ở đây luôn. Em đang hái rau muống. Nó nở là một đống mà nó hái à. Còn không tới thì nó héo hết trơn, không có hái được. Ở đây là chung ra là dân nghèo không à. Nấu canh chua, kho, nấu canh là nhiều nhất. Chung ra là lẩu mắm nấu nhiều tiền. Nhưng rồi á, nếu mà có con trai á, thì nó đi chài, đi bắt cá bắt tôm về. Thì mình còn con gái thì đi hái rau muống với rau ở đây thì nhóc chân á. Thì cái đó là mình tiết kiệm được. Là tôi á. Ôi quá trời luôn thật kìa. À, mắm cái linh này tôi mua ở Long Xuyên. Rồi người ta mặn mất công thời gian mặn là từ 3 tháng với 4 tháng mới được ăn. Mình nước đó mình đun cho sôi lên đàng hoàng rồi bắt đầu mình để mắm vô cho nó gã con mắm, đầu mình lấy cái gỗ cái mình lượt cỡ dày á.
mình lượt cho nó ra xương, xương nó ra mình đem đổ bỏ. Người biết nấu thì dễ, người không biết nấu thì khó. Cũng như là cuối tuần hay là hai tuần gì đó mình phải nấu một lần cho mấy đứa nó ăn. Nó về ngồi chung với nhau nó ăn rồi chung ra nó ăn rồi nó uống nữa chứ không phải ăn không nữa. Đây là cà tím, tôi để về cho để vô trong lẩu mắm để cho nó cái vị nó ngọt. Rồi bắt đầu tôi cho tôm này vào vô. Cái này là bông súng. Còn cái này là rau muống. Cái bông điên điển này thì đặc trưng ở vùng này nó ngon nhất. Cái này là đậu rồng. Ăn lẩu mắm ngon dữ lắm. Cái này là mua, cái này người ta trồng chứ không có mọc được. Rồi cái bông lục bình này là nó mọc trên sông mà tôi hái, chúng tôi hái ngày qua để dành về bữa nay ăn lẩu mắm. Vị nó ngọt ngon. Đi chợ chung ra không có mua gì ăn hết trơn á. Mình đi bán đó, đồ dư cái gì thì mình ăn cái nấy. Người ta nấu làm mẹ làm bà có khi ăn cũng không ngon lành gì hết trơn. Còn mình hương vị nó nhiều hơn là nó phải nó ngon rồi. Lên trên bờ cũng có lên một lần rồi mà sống không có thoải mái, không có thoải mái như dưới nước như mình. Tại vì hồi đó chưa có mua ghe này ở Nam Giang về đó, không có mua ghe này rồi lên bờ mướn nhà trọ ở. Mà không có đâu đó, nhà trọ rẻ, một tháng chỉ là 600 ngàn. Mà tiền điện, tiền nước là trên mình. Mà đâu có dám xài điện nước nhiều đâu. Xài hà tiện dữ lắm. Sông này hồi xưa đó là ghe đông dữ lắm. Ừ, sau ngày này bây giờ ghe buôn đồ, thương buôn đồ ghe đông lắm. Ừ, bây giờ sau này có lộ xe, ta sắm xe, ta đi đường xe, ghe ta ít đi lại. Xe cái ta xuống tới giường tới gãy cái ta chở về chợ ta bán. Khó khăn hơn, nó ế ẩm dữ lắm. Tiền này để dùng để mình cuộc sống hàng ngày, để mình đi chở dừa cho khách hàng ta vậy đó. Rồi nếu mà ta kêu mình chở tới đâu thì mình đi chở tới đó kìa. Là nếu mà mưa giông gì cũng phải chạy ra điện cho mình đi chở dừa, rồi mà giờ nào mưa giông cũng phải chạy thôi.
Rồi, cuộc sống là vậy, cứ mình chạy mối mà đâu có nghỉ được. Tới mình lên vừa giờ cho khách hàng xong hết thì 6 giờ rưỡi 7 giờ thì mình về lo chuẩn bị cơm sáng. Mệt mỏi lắm. Cá nuôi lồng bè, tân châu, đồng ngự, long xiên cũng có nuôi nữa. Mình chọn con cá rồi cái đầu của nó ít mỡ, chứ cái bụng con cá mà mỡ nhiều quá ăn nó cũng ngán, mau ngán lắm. Xong rồi cái nè, đổ muối vô, bóp muối vô, đổ miếng muối vô, bóp rửa muối cho nó sạch cái đầu con cá. Nó không còn mà mùi tanh nữa, nó không còn chất nhớt. Như mình nghèo nghèo thì lên mua hai cái đầu cũng ăn đủ qua bữa. Đây, đây, trước nhất là mình đổ cá vô. Này. Cũng hồi xưa thì của ông cha bà già truyền lại mình biết nấu hồi mười mấy tuổi rồi mà. Ở nhà cái nguyên liệu này nè, nó bốc mùi thơm. Để vừa thôi, nó để nhiều quá nó mặn. Vậy nè cho nó thấm đều cái thân cá. Để cho nó hơi sôi bọt như là nó rút nước lại là nó bốc mùi thơm rồi. Nhiều khi một tuần có 2-3 lần à. Khi mình đi lao động á, làm như vậy nè, đó, đó, đó. Chứ mình lao động mà ở đó mà cầu kỳ. Nó vừa rẻ tiền mà dễ ăn nữa. Bữa gì đó vắng lắm, thường dữ lắm là 3 ngày, 4 ngày đổ lại hết đó không chị? Chị từ mà tới lúc mà chị đi làm vừa thì chị hết thế chị đó. Thẻ chứ không có gì tiền gì. Cha mẹ đi làm ăn trên trong kia rồi sanh mình ra thì bán này trung tâm kia sống hồi hộp quá. Rồi hồi hộp đó, lúc mà tôi còn chảnh hồi hộp nó không bút bút á. Rồi gặp bọn hát nó bắn chết hoài, thấy vậy sợ rồi thôi. Không có gì Campuchia sống nữa. Cũng Campuchia xuống đó. Cũng như ở chảnh là thấy sống không được, nó xuống từ từ như miền Nam này. Sống ở đây mình sống ít vậy mình có sống hoài. Thành sống đây cũng mười mấy năm rồi. Cũng 14, 15 năm rồi. Thầy ngủ thì ở đây. Còn cái phòng ở trên này thì con trai ngủ 27 tuổi. Cái chỗ này nó rất là thấp thì mọi người đi vào nhà thì có hay bị đập đầu đấy không chị? Có, làm gì có tiền, tính không có tiền mà sửa lên không có tiền. Và khu vệ sinh ở đây khi tối quá trời đó rồi là mình bắt cái đèn lên để cháy lên rồi mình đi vô vệ sinh.
Rồi cái cửa này thì cái ghe nó cao quá đó, mình làm cái giàn thậu này nè, rồi để mình rửa chén. Trong nước mà, nó dễ lắm, nó thoải mái dữ lắm. À, nuôi được 14 con vịt, 6 con gà. Nuôi cũng hơn năm rồi đó. Nó đẻ tự, nó đẻ đẻ con gà cái mình đem mình bắt nè, con nào bự cái mình đem bắt bắt. Mình thả lan gì nè, nó lội đi tùm lum hết trơn á. Rồi cái chiều nó về chuồng. Đi chợ mua đồ ăn. Như là ba em hầu như em thích cái món này lắm, cho nên em thường xuyên làm mấy món này luôn á. Tại vì mấy nguyên liệu này nó khó gọi lại nó nhiều. Cái nguyên vật liệu chính của món gỏi sầu đâu là quan trọng nhất là sầu đâu á anh. Sầu đâu và cái lát. Đúng anh, nó có dụng An Giang có mình thôi. Bắc Năm lớn tuổi rồi, Bắc Năm mấy cái món này nguyên liệu nó nhiều, Bắc Năm không có nhớ để đi mua và không nhớ công thức để làm á anh. Hương vị đặc biệt nhất của nó là ăn, anh vừa ăn vô miếng sườn đâu là anh sẽ đắng chịu không nổi. Dạ, nếu mà anh ăn nuốt vào miệng là nó đắng hơi là nó hậu nó sẽ ngọt lại, cái đó là hương vị đặc trưng của món sườn đâu này anh. Tại vì lá sầu đâu này mình phải nhúng nước nóng, nó giảm cái độ đắng lại anh. Độ đắng nó giảm lại mà cái lá nó xanh nữa. Rồi mình để vô đây là nó sẽ giòn lại liền. Để cho nước đá là nó có độ giòn. Tại vì mình cầm, mình càng ngâm nó lâu là nó càng giòn anh. Dạ em học từ mẹ em làm hồi nhỏ tới lớn. Dạ cách đặc biệt của em là em chườm vào nước đá ra anh. Em chườm nước nóng xong rồi em ngâm lại nước đá. Dạ, dùng An Giang thường thường là người ta sẽ ăn ngọt mặn. Nó sẽ khác mấy dùng khác là vậy đó anh. Em chưa đi mà có mấy bà chị về, mấy bà chị mới dùng nó về á. Thường nấu cho mấy bà ăn. Nóng gỏi này ngon, ngon mấy cái bông này lắm. À, cái vị của qua này nè.
nó có cái hậu ngọt hơn cái lá nhiều lắm anh. Dạ, cá này là cá lóc, cũng là đặc sản cái khô này với là cá lóc thì nó ngon thôi. Nhưng cái lóc này sẽ ngọt, nó ngọt hơn cá sặc nhiều lắm anh. Mình nên để cho nằm ở dưới mà để rau ở trên, tại vì cho nó thấm cái nước sốt của mình đã trộn nãy giờ ở dưới. Cá nó vừa mềm mà nó vừa thấm luôn. Đây là món dân dã. Người nào, những người quê mùa như tụi em này thương lái ghe tàu là rất là dễ ăn anh, tại nó rất là rẻ tiền và nó ngon nữa. Cái thoải mái nhất là bị gì dưới sông này nó mát mẻ. Hai nữa nó còn mình có sở làm. Còn sống trên bờ á, mình không có đồng vốn á, mình sống trên bờ nó khó khăn. Còn ở dưới sông này mình không có đồng vốn, mình vẫn sống được. Tại vì mình có chiếc đò đó, mình chạy mình đâu có sức vốn đâu, mua dầu đổ vô chạy lấy tiền.